Okay, welcome to another SAT practice test. So here I and my class we are doing SAT practice 5 reading part. And today is question 42 to 52, okay? Okay, so class, have you done this one before? Have you done this one? Yes. yes. Okay, good. <coughs> um just a moment please. Okay. This passage adapted from Joshua Foer Moonwalking with Einstein. The art and science of remembering everything by Joshua Foer. Cái đoạn này nó được uh, thích ứng từ cái tác phẩm của Joshua Foer tên là uh, Moonwalking. Đi bộ dưới ánh trăng phải. Với Einstein. Cái nghệ thuật và cái um, science cái nghệ thuật và cái khoa học để mà nhớ được tất cả mọi thứ. Let me check the word moonwalking. What does it mean? To moonwalk or moonwalking. Moonwalking means the act of walking on the moon. Cái hành động mà đi lại trên mặt trăng đó. <laughs> tại vì mình rất là tại vì nó có thể nó có những cái nghĩa khác nha. Ví dụ như moonlighting chẳng hạn. Moonlighting không liên quan đến là cái ánh trăng đâu. Nó có nghĩa là làm thêm giờ, mà đặc biệt khi mình uh, giấu không nói với cái người mà uh, chủ lao động chính của mình moonlighting là làm thêm giờ mà giấu người ta không là không nói á. Nó không liên quan đến ánh trăng gì đó. Yeah. So basically I have to be very careful with some words, you know. Okay, vào năm 2000 a Neuroscientist, một cái nhà khoa học uh, <laughs> thần kinh ở đại học ở uh, ở đại học London nè. University College London đã đặt tên cho Eleanor Magura À, một cái người này tên là Eleanor Magura, một cái người phụ nữ này muốn tìm ra được là cái ảnh hưởng nào nếu mà có All the driving around the labyrinth street of London Mấy cái con đường của cái London nó giống như là những cái con đường trong một cái mê cung vậy đó Thì cái chuyện, cái bà này muốn biết được là tất cả mấy cái chuyện mà lái vòng xung quanh những cái con đường như vậy của London nó có thể có tác động gì lên trên cái não của những người cabbies You know the word cab means uh, taxi, you know? Cab Đồng nghĩa chữ taxi á Lái xe trên những con đường như vậy có tác động gì lên trên não của những người mà lái taxi á Khi mà bà này đem lại um, Đem đến 16 cái ông Hay là bà lái xe taxi vào trong cái phòng lab của bà Và kiểm tra đánh giá cái não của họ trong một cái máy mà MRI tức là máy cộng hưởng từ Magnetic Resonance Imaging Magnetic Resonance Imaging MRI máy cộng hưởng từ thì bạn đã tìm thấy được một cái sự khác biệt quan trọng và đáng ngạc nhiên <laughs> The right posterior posterior là bên là, là bên sau anterior là phía trước posterior là phía sau cái phần hippocampus nằm ở phía sau ở bên phải của họ nó là một cái phần của não được biết đến tham gia vào cái chuyện mà định vị về không gian Spatial Navigation Nó đã uh, bự hơn 7% so với bình thường ở trong những cái người mà lái xe taxi đó Một cái sự khác biệt nhỏ thôi nhưng mà rất đáng kể Cái bà Maguire này mới kết luận rằng <laughs> Tất cả các chuyện mà tìm đường xung quanh đi vòng quanh London đó Nó đã gây ra thay đổi về mặt uh, vật lý cái cấu trúc chung của cái não bộ của họ <laughs> những người mà lái xe taxi càng ở trên đường phố bao nhiêu uh, những người lái taxi này càng làm việc bao nhiêu bao nhiêu lâu năm á, trên đường phố á, thì là cái tác động này nó càng pronounced nó lại càng lớn bấy nhiêu cái não bộ là một cái mutable organs you know this is an adjective of the word move you know tính từ của chữ move á, cái não bộ nó là một cái cơ quan mà nó mutable tức là nó có thể di chuyển được hoặc là nó có thể uh, um, thay đổi được. Đó. capable có khả năng là trong một số cái giới hạn nào đó có khả năng là nó tự nó tái tạo nó nó tự nó sắp xếp lại bản thân nó và readapting adapting và nó thích nghi lại với những cái loại hình mà uh, sensory input những cái loại hình mà um, um, tín hiệu về uh, tín hiệu mà thị giác nghe khứu giác là tức tín hiệu cảm giác á, thì một cái hiện tượng biết đến như là neuroplasticity, tính dẻo dai tính uh, linh động của thần kinh vậy đó, nó từ lâu người ta đã nghĩ rằng là cái não con người là không thể nào mà sản sinh ra những neuron mới, rằng trong khi học đó. Uh, while learning cause synapses to rearrange themselves trong khi cái chuyện học đó, nó gây ra những cái synapse ở giữa hai cái thần kinh đó, thì nó gọi là cái chỗ nó gọi là synapse <laughs> không trong khi cái chuyện học nó gây ra những cái synapse nó uh, ta, nó nó sắp xếp lại bản thân chúng và nó và new links và những cái sự liên kết mới giữa những cái tế bào não nó tạo thành đi thì cái cấu trúc về mặt giải phẫu cơ bản của não không ít thì nhiều nó giữ nguyên static cái nghiên cứu của đã suggest đã nêu ra được là nó nêu ra được nó nó chỉ được một cái uh, knowledge một cái kiến thức mà từ ngàn xưa người ta đã truyền lại thì là đơn thuần là không đúng đâu tức là cái ý là sao người ta ngày xưa tới giờ ta nghĩ là não con người không thay đổi được <laughs> nhưng mà bây giờ là chuyện này thấy không đúng rồi đó After her groundbreaking study of London's cabbies Sau khi cái nghiên cứu mà phá vỡ đất tức là sao? Đột phá Sau khi cái nghiên cứu mà mang tính đột phá của cô bà này Ở những cái người mà lái xe taxi ở London á ra đã quyết định là uh, Chuyển cái sự tập trung chú ý của bà này Đến với những cái người vận động viên uh, Mental athletes là những vận động viên về tinh thần tức là sao? Những người hoạt động tinh thần nhiều á She team up bà này đã uh, hợp tác thành một đội với Elizabeth Valentine và John Wilding, những cái tác giả của cái gọi là the academic monograph Superior Memory. Tác giả của cái gọi là cái tạp chí uh, cái cái hình uh, một cái tác phẩm học thuật tên là Superior Memory, trí nhớ thượng đẳng. <laughs> Để mà nghiên cứu 10 cá nhân mà đã hoàn thành uh, gần như hàng top luôn rồi nè của cái gọi là giải vô địch về trí nhớ trên thế giới họ muốn tìm ra được nếu mà những cái não của những người mà ghi nhớ đã nó cũng giống như những cái người mà lái xe taxi lên trên á cái não đó có có khác biệt về cấu trúc gì không khỏi uh, phần còn lại của chúng ta hoặc là liệu nếu mà họ đơn thuần uh, một họ là một cách nào đó họ chỉ sử dụng tốt hơn cái khả năng ghi nhớ mà chúng ta đều sở hữu. The researchers put both the mental athletes, những nhà nghiên cứu đã đưa cả hai cái uh, một nhóm là nhóm uh, những người vận động viên về thể về tinh thần đó và một nhóm gọi là cái nhóm control, đó, cái nhóm cá thể mà để kiểm soát, đó, mà nó tương xứng á, cả hai nhóm này đưa vào cái máy scan MRI hết và sau đó là hỏi yêu cầu họ là ghi nhớ những cái số mà nó có ba chữ số <laughs> nhớ những cái tấm hình đen và trắng của uh, mặt của những con người và những cái hình mà được khuất đại của những cái uh, bông tuyết trong khi não của họ được scan Maguire và đội của uh, cô ta mới nghĩ rằng là có thể có khả năng rằng họ có thể uh, phát hiện ra được những sự khác biệt về mặt uh, giải phẫu trong não của những cái người champs Ở đây là những người người vô địch về ghi nhớ <laughs> bằng chứng rằng những cái não của họ đã có một cách nào đó đã sắp xếp lại bản thân chúng trong cái quá trình để mà làm tất cả những cái chuyện ghi nhớ mà rất là mạnh như thế này nhưng mà khi những nhà nghiên cứu mới review coi lại cái hình mà, uh, những cái thông tin về hình ảnh đi not a single significant structural difference turn up nó chẳng có hề có một cái sự khác biệt đáng kể đơn thuần nào nó xuất hiện cả những cái não của những người mental athletes những người mà ghi nhớ rất rất là cừ khôi này có vẻ như là nó không có gì indistinguishable không thể phân định được không thể thấy được sự khác biệt nào hết họ những cái não của những người mà control nhóm control thêm vào đó thì sao on every single test trong bất kỳ một cái bài test đơn thuần nào liên quan đến khả năng nhận thức chung, cognitive là tính từ này recognize có chữ có. <laughs> Thì những người những cái điểm số của những người mà vận uh, động viên uh, mà nhớ được rất cừ này á, điểm số nó come back well within the normal range, nó lại nằm rất là ổn trong cái uh, khoảng vây bình thường thôi à. Tức là cái test về khả năng nhận thức đi khả năng nhận biết đi thì là cái test nó nó lại nằm trong cái khoảng bình thường. The memory James Warren smarter những cái người mà vô địch vì trí nhớ này không có uh, thông minh hơn đâu và họ cũng chẳng hề có những cái não đặc biệt gì cả. But there's one telling difference nhưng mà có một sự khác biệt <laughs> rõ ràng giữa cái não của những người mà mental athletes và cái nhóm control nè Khi những nhà nghiên cứu nhìn vào cái phần nào của cái não nó sáng đèn lên khi mà những người mental athletes đang ghi nhớ thì họ thấy được rằng những cái người này đã đang là kích hoạt nguyên cả một cái sâu chuỗi circuit là nguyên cả một cái 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 board nguyên cả một cái cái mạch cái ba cái cái mạch mà điện luôn á ý của nó là gì khi mà những người mental athletes này đang ghi nhớ thì họ đang kích hoạt nguyên cả một cái sâu chuỗi những cái não khác nhau luôn, những cái phần của não khác nhau luôn. <laughs> dựa vào cái máy mà gọi là fMRI này, này, cộng hưởng từ chức năng. những phần của não mà nó ít hoạt động hơn trong cái nhóm control á, dường như là nó working in overdrive luôn, dường như là nó hoạt động mà gọi là à, quá tải luôn. ở những cái nhóm mental athletes, đáng ngạc nhiên thay khi mà những người mental athletes này đang đã đang học những cái thông tin mới đi thì họ đã đang tham gia vào đưa vào nhiều cái phần của não được biết đến như là tham gia vào hai cái tác vụ cụ thể thứ nhất đó là nhớ về hình ảnh và thứ nhì đó là sự định vị về không gian nó bao gồm là cùng cái phùng hippocampus luôn mà nằm phía bên phải bên đằng sau này mà những cái người lái xe taxi london đó đã có bự ra với tất cả các chuyện mà tìm đường hàng ngày của họ. <laughs> At first glance, liếc nhìn lần đầu tiên thì điều này uh, nó chẳng có dường như chẳng có vẻ có ý nghĩa gì hết. It wouldn't seem to make any sense. Nghe nó, nó rất là vô lý luôn hoặc là chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại sao những người mental athletes lại uh, conjuring images lại xuất hiện những hình ảnh trong cái con mắt hay là cái đầu của họ khi mà họ đang cố gắng nhớ được những cái, cái cái con số có 3 chữ số tại sao họ nên là định vị như những cái người lái xe taxi ở London khi mà họ đáng lẽ là they're supposed to be họ đáng lẽ là phải nhớ những cái hình ảnh của những cái bông tuyết tại sao như vậy Maguire và đội của cô ta bà ta mới yêu cầu những người mental athletes này miêu tả chính xác điều gì đã đang diễn ra trong cái đầu của họ khi mà họ ghi nhớ thì những người mental athletes nói rằng <laughs> họ đang consciously họ đang có họ lúc đó là họ đã có ý thức là họ biến đổi cái thông tin mà họ đã được yêu cầu đó. để mà nhớ thành những cái tấm hình và họ phân phối những tấm hình đó thông qua những cái chuyến hành trình về không gian rất là quen thuộc. They weren't doing this automatically, họ không làm điều này từ một cách tự động đâu, hoặc là bởi vì nó là một cái tài năng bẩm sinh đâu mà họ được nuôi dưỡng từ khi còn bé đâu. <laughs> Thay vào đó, đó là một cái những cái phương cách mà không ai mong chờ từ trước của hoạt động não bộ, hoạt động thần kinh mà cái máy fMRI của Maguire đã tìm ra được. Đó là cái kết quả của chuyện huấn luyện và luyện tập. Tức là cái bài này ý nó là cái gì? Thật sự muốn uh, muốn giỏi cái gì là phải huấn luyện và luyện tập đều đặn thôi. Chứ nó chẳng có gì mà gọi là thần kỳ cả. <laughs> so there's nothing magic here, you know. Alright. I think this one is quite straightforward, no? Okay, 42 dựa vào đoạn passage này thì những cái những cái tìm ra của Maguire này uh, liên quan đến người lái taxi á là đáng kể là quan trọng bởi vì sao các bạn ấy nó biểu đạt được cái cái sự mà uh, có hiệu lực của một cái phương pháp mới hay là nó cung cấp bằng chứng cho một cái cách nhìn nhận rất là thông dụng thông thường hay là nó kêu gọi người ta đặt dấu chấm hỏi một cái điều mà ai cũng uh, tin tưởng lúc trước hay là nó thách thức cái tính mà đúng đắn của thông tin trước đây which one dạ yeah, con xin uh -huh. nó kêu gọi người ta đặt chấm chấm hỏi một cái lòng tin trước đây đó là cái gì nè cái earlier consensus ở đây là gì người ta từ trước giờ nghĩ rằng não con người lớn không thể nào tạo thành neuron mới và <laughs> ta nghĩ rằng cấu trúc giải uh, phẫu của não nhìn chung là không ít thì nhiều là nó y chang nhau thì cái nghiên cứu của Maguire, suggests là cái kiến thức mà truyền từ đời này đến đời sau, đời sau này truyền từ đời trước con đời sau này đơn thuần là không đúng tức là sao? nó đặt dấu chấm hỏi một cái lòng tin trước giờ 42 Which choice provides the best evidence? Thì đương nhiên là câu D. Nó là line 20 đến 26 nha. Ok. Ok, được sử dụng là 24 cái chữ basic nó gần nghĩa với cái gì nhất? Basic 24 24 24. Đà. Cấu trúc giải phẫu cơ bản của não, cái basic này nghĩa là gì nhất? initial, lúc đầu, simple, đơn thuần, necessary, cần thiết, hay là fundamental, chung Which one? Fundamental Cấu trúc chung nhé, fundamental right? It's the very good, fundamental <laughs> 45 Câu hỏi nào, cái nghiên cứu uh, về những người mental athletes của Magura nhìn chung là dự định để trả lời cái nghiên cứu của bà Maguire này về những người mental athletes nhìn chung nó dự định trả lời cái câu hỏi nào? Thứ nhất là câu hỏi là uh, cái hành động ghi nhớ nó có sử dụng nhiều cấu trúc não khác nhau so với cái hành động mà định vị không? Hay là B? Những người mental athletes có thừa hưởng những cái cấu trúc não uh, lạ thường của họ? hay là liệu những cấu trúc đó nó phát triển như là kết quả của những hoạt động cụ thể không? Hay là C. Cái khả năng ghi nhớ mà được nâng cao nó có phản ánh cái cấu trúc não lạ thường hay là cái sự sử dụng lạ thường của những cấu trúc não bình thường không? Hay là D. Cái mối quan hệ nào giữa cái khả năng nhìn nhận chung và những cái cấu trúc não bất thường uh, lạ thường của những người mental athletes không? có mối quan hệ nào giữa hai điều này không thì là cái cái nghiên cứu của Maguire này nhìn chung nó dự định trả lời câu hỏi gì các bạn What do you think? <laughs> nguyên cả cái bài này á, well câu C đúng nha. Cái mục đích của cái nghiên cứu của bà Magura, Magura này, về cái mental athletes là làm thế nào, ráng làm đị định, ráng làm sao mà quyết định xác định được rằng là cái điều gì nó làm cho họ ghi nhớ tốt đến mức như vậy và cụ thể là nếu họ có cái cấu trúc não khác biệt về cấu trúc so với những người mà không có cái khả năng ghi nhớ là phi thường như vậy. Hoặc là nếu mà họ có những cấu trúc não bình thường nhưng mà sử dụng chúng dùng cách mà bất bình thường, cách lạ thường không? Nó <laughs> ủng hộ với làm 3337 nè. Với lại bạn mới đo cấu trúc não bộ này nó đủ thứ đúng không mọi người? Cho nên là cái câu 45 này là câu C mới đúng nha. Thì câu 46 này nó sẽ là cái câu mà, okay. câu B, đúng rồi, đó là cái dòng 33, 37 nè Ok, right Như được sử dụng làm 39, cái chữ match này gần nghĩa với cái gì nhất? 39 không? Oh, wow, à Những người nghiên cứu đưa ra được uh, một bên là những người mental athletes, một bên là một cái nhóm uh, cá thể mà để kiểm soát, mà tương xứng, tương đồng. Để còn vào máy MRI rồi. thì cái chữ match này gần nghĩa với cái gì nhất? Identical là giống như chen nhau, distinguishable ừ. là có thể sir, có thể mà nhận được sự khác biệt giữa hai bên, competing là nó tranh đấu với nhau, comparable là có thể mang tính so sánh được với nhau. Ừ nó là comparable tương xứng so sánh được với nhau yes it's comparable <laughs> very good mục đích chính 48 mục đích chính của cái đoạn 5 từ cái line 4 uh, 57 đến 65 để làm gì 57 đến 65 57 đến 65 là cái là cái này <laughs> nhà cô si nó tìm nó nó tìm ra được uh, nó xác định nó được một cái kết quả quan trọng của cái nghiên cứu bà Magura này về những người mental athletes nó quan trọng chứ tại vì cái, cái uh, tất cả mấy cái bên trên này nó thấy nó y chang nhau nhưng mà cái chỗ này nó khác biệt nó bắt đầu khác biệt nè this one actually starting to be different right câu C đúng rồi cái mục đích nó nói là mục đích chính của cái đoạn năm này nè là để nó liên hệ những điều mà bà Maguire này phát hiện được về những người mental athletes hãy nói đúng ra là cái cấu trúc não của họ nó không có khác biệt họ những người trong nhóm control nhưng mà rằng những cái những người mental athletes này sử dụng não của họ một cách khác biệt thôi họ sử dụng não một cách khác biệt thôi alright <laughs> Cái này là một cái sự finding rất là quan trọng luôn á. Ok, so 49. Dựa vào các đoạn passage nguyên đoạn này thì khi mà so sánh những người mental athletes, những cái cá nhân trong cái nhóm control trong cái nghiên cứu thứ hai của Magura này ấy show ra ít hoạt động về não hơn nhìn chung. B biểu đạt ra được một cái phạm vi rộng lớn hơn về khả năng nhận thức hay là C đã biểu đạt ra được, thể hiện ra được những cái phương cách khác nhau về hoạt động não Hay là đi đã thể hiện ra được um, Những cái vùng Hippocampus Mà nhỏ hơn nhìn thấy rõ luôn Vùng so, dưới Sorry What did you say something? Did someone say something? Dạ không thầy ơi cho em à, Ok ok just someone Câu nào nhỉ? thực hiện cái hoạt động khác nhau của não exhibited different pattern <laughs> yes I believe so too rồi đúng là câu C đúng rồi tại vì cái nghiên cứu thứ hai của Megara nó mới review ban ván màng là con người trong cái nhóm control á nó nó không có cái cái cấu trúc não khác biệt gì hết á so với cái nhóm mental athletes nhưng mà họ sử dụng não khác nhau mà thôi đó và nó được ủng hộ bởi cái câu line 6365 nè. Câu 50. Cái đoạn passage này nó chỉ ra được mạnh mẽ nhất rằng những mấy người mental athletes á, thành công ở chuyện ghi nhớ bởi vì họ làm sao? Ấy, họ uh, sử dụng exploit đây không phải là không phải là bóc lột đâu exploit đây là họ sử dụng một cách triệt để, để những cái phần của não mà không thường được sử dụng ở cái chuyện ghi nhớ thông thường hay là b họ biến đổi thông tin mà họ đang ráng ghi nhớ thành những cái ký hiệu mà trừu tượng hay là c họ sắp xếp thông tin thành những cái danh sách số trước khi mà họ ghi nhớ hay là họ à, luyện tập não của họ thường xuyên thông qua những cái trò giải đố và những cái thách thức về mặt thần kinh khác. But, but the brain. Sorry. <laughs> yeah, ở đây à. It exploit part of the brain, right? Okay, very well. Rất tốt. Thầy, mấy cái cái từ như là exploit mà mình áp dụng vô cái câu như vậy lúc mà mình dịch dịch ra nó nó có mà biết nghĩa của luôn cái câu luôn Cái cái từ vựng á từ vựng của từng cái cái từ vựng á thì cái nét nghĩa của nó sẽ phụ thuộc vào cái ngữ cảnh. Cho nên phải nhét nó vào đúng cái ngữ cảnh nó lại ra cái nghĩa đúng nha của nó nha. Chứ mình tách cái từ vựng nó ra riêng lẻ mình học á là không thể nào làm được nha. Cái từ exploit này nó có thể là danh từ hoặc động từ. Và nó có rất rất là nhiều nét nghĩa Nó tùy vào cái ngữ cảnh mà nó biết được là nó mang nét nghĩa gì nha Cái danh từ exploit nó còn có nghĩa là sự mà theo đuổi nữa cơ Những sự theo đuổi Mà động từ to exploit nó có thể có nghĩa là um, Bóc lột người ta Mà nó còn có thể có nghĩa là tận dụng nữa cơ Câu A nha cho nên học từ không bao giờ học riêng lẻ tách ra thành từng từ đơn lẻ đâu nha mọi người Nó phải đặt vô ngữ cảnh mới có nghĩa yeah. Anyway, câu 52, 51 nè Sự lựa chọn này cung cấp best evidence thì là Là câu A thôi Câu okay. A Ừ Slide 66-72 nha yeah. Cảm thấy như mọi người có vẻ ổn hơn với lại cái SCT reading này rồi á I feel like you are getting... Đừng nói, tôi cảm thấy nó hơi khó Nó là khó đánh nhất đánh. mà Nó là khó nhất đó yeah. uh -huh. Nó khó còn hơn toán luôn á <laughs> Ok anyway Wow 52 những cái câu hỏi Ở line 74, 78 Nhìn chung là đóng vai trò gì nè 74, 78 Đây Here Tại sao họ lại này nọ? Tại sao họ lại này nọ? Đó, những cái câu hỏi đó nhìn chung đóng vai trò để ấy đưa ra những cái sự hoài nghi về cái tính mà đáng tin cậy của những cái kết luận của Magura Hay là Bi đóng vai trò chung để mà uh, nhấn mạnh và uh, giải thích về những cái kết quả lúc đầu mà nó khó hiểu quá của cái nghiên cứu Magure về những người mental athletes hay là C nhìn chung để mà nó uh, imply nó um, hàm ý rằng những cái kết quả của Magure nó đã undermine nó 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 làm dìm xuống những cái nghiên cứu trước đó về một cái hiện tượng giống Y chang như vậy hay là D nó giới thiệu và nó giải thích được một cái mối liên hệ giữa hai cái nghiên cứu của Magura này và những cái công việc trước đó của bà ta. Nó nhấn mặt về giải thích thêm. Sorry. Nó nhấn mạnh về và giải thích thêm. Nó giải thích được những cái kết quả, kết quả ban đầu đúng không? Thương. Right. That's why it's be very good, very good. hy vọng mọi người đều là làm ổn cái bài này thì có có thể hiểu dễ hiểu hơn cái bài trước cho nó có một cái bài mà hình như là cái đoạn số 2 thì phải cái đoạn đó là rất là khó phát chịu mệt luôn á rất là khó chịu luôn á nói chung là trong năm đoạn lúc nào sẽ có một cái đoạn khó nhất mà nó khó chịu nhất luôn cực kỳ khó ừ. sửa cũng cực kỳ khó làm luôn ừ. <laughs> cho nên đạt được trên một nghìn ba đâu có dễ đâu Trên 1, 3, trên 1, Khó lắm. all right that's it for reading we can go to the part about writing a language test <coughs> have you done this one class okay yeah. right, let's do this one okay prehistoric printing cái chuyện mà in ấn ở thời tiền. History là trước, historic là liên quan quan trọng mặt lịch sử, chuyện in ấn ở thời tiền sử. Pale paleontologist, paleontologist, what is paleontologist? Paleontologist basically, oh, someone who study fossils. as a way of getting information about the history of life on Earth. Một người mà học những cái hóa thạch như một cách để mà có thông tin về cái lịch sử của sự sống trên trái đất. Nhà hóa thạch học. If you say that. Một cái từ rất là lạ lùng. Yeah. <laughs> Thì sự viết Việt không bao giờ nói là nhà hóa thạch học hết đó. <cười> <cười> những người paleontologist này đang sử dụng những công nghệ hiện đại để mà có được một cái sự hiểu tốt hơn nhiều về cái quá khứ rất là xa xôi. With the aid of computer tomography, tomography hay là chụp CT á với sự trợ giúp của cái gọi là máy scan CT á và công nghệ in 3D, những nhà nghiên cứu đang có thể là tạo ra được cái accurate models, những cái mô hình chính xác của những cái hóa thạch thời tiền sử. Những cái mô hình này được expanded được uh, mở rộng nó đã mở rộng những cái kiến thức của những nghiên cứu về những cái giống loài cổ xưa và uh, nó có thể làm gia tăng cái, làm tiến bộ cái, uh, cái ngành học paleontology này trong những năm tiếp theo. <laughs> Thì số 1 nè, ở cái điểm này, người viết đang cân nhắc thêm cái câu này vô sau đây. Fossil provide paleontologists with a convenient way of estimating the age of rock in which the fossil were found. Những hóa thạch cung cấp những nhà paleontologists với một cái cách rất là tiện để mà ước tính cái tuổi của cái đá đó mà cái hóa thạch được tìm thấy. Thì người viết có nên thêm vào đây không? các bạn dạ câu a à. nó ủng hộ đoạn này với những cái thông tin chi tiết quan trọng ha nhưng mà let's see câu c tại sao không nên nó không hoàn toàn liên quan đến cái điểm chính của đoạn này và các bạn nhìn nè những nhà nghiên cứu đang là có thể là tạo ra những cái mô hình chính xác về hóa thạch thời tiền sử xong rồi sau đó nó nói liền là những mô hình này đã gì đó cho nên cái cái ý của nó rất là liền mạch giữa hai câu này đúng không các bạn đúng cho nên nếu mà mình chêm vô nó sẽ làm loãng ra nó không liên quan trực tiếp đến cái ý nghĩa chính của đoạn passage này nè ngay đây nói về models nè này, này cũng nói về models luôn nó nói trực tiếp tiếp tục cái ý đó luôn rất là chặt chẽ cho nên mình không nên thêm vào nha <laughs> nhưng mà không nên thêm vào vì, vì sao nó không có hoàn toàn liên quan đến cái điểm chính của đoạn paragraph này Câu số 2 này nè Cái từ này có nên thay không? Cái từ vow là thề thốt Hay là subscribe, đăng ký promise Hay là, như là nó hứa hẹn là Ừ, cái promise, I think, promise Đúng rồi, promise Nó hứa hẹn sẽ làm tiến triển cái ngành paleontology trong tương lai Ok, CT scanners use x-rays cái scan CT này á, nó sử dụng tia x cái x -quang đó, để mà vẽ hình cái bề mặt của một cái hóa thạch trong minute details tính từ minute in minute details nó vẽ ra cái hình ảnh của một cái hóa thạch trong cái chi tiết mà nó nhỏ li ti luôn á nó ghi lại nhiều đến mức mà một triệu cái điểm thông tin để tạo ra được một cái gọi là digital blueprint một cái bản in mà kỹ thuật số luôn á cái blueprint nó là cái gì nó là cái bản vẽ kỹ thuật á ngày xưa nó in trên cái giấy màu xanh dương cho nên người ta gọi là blueprint một cái máy in 3D sau đó nó xây dựng một cái gọi là mô hình làm bằng polymer dựa vào cái bản mô hình này, dựa vào cái bản vẽ kỹ thuật này cũng giống y chang như là một cái máy in máy vi tính bình thường rồi đó nó tái tạo lại những cái uh, tài liệu kỹ thuật số trên uh, giấy vậy đó, tức là in ra những cái file PDF chẳng hạn. Whereas trong khi là uh, cái đầu hoặc là cái đầu của một cái máy vi tính bình thường, uh, cái đầu của một cái máy in máy vi tính bình thường á, nó cứ di chuyển uh, tới và lui trong khi mà cái mực in nó, nó, nó phun mực in nó vào cái giấy thì những cái phần tương xứng của một cái main 3D nó di chuyển ở nhiều cái góc độ nó di chuyển ở nhiều cái chiều không gian lận nhiều nhiều cái chiều trong khi mà nó phun xịt ra những cái lớp rất là mỏng của cái pa của cái nhựa mà polymer mà tan chảy <laughs> cái plastic này á cái nhựa này á nó cứng lại rất là nhanh nó cho phép là cái máy in có thể xây dựng được nhiều cái lớp Của cái mô hình cuối cùng đi Chấm Nếu được so sánh với những cái phương cách mà cũ hơn Của chuyện mà tạo mô hình mà hóa thạch đi Thì scanning cái chuyện quét và in á Trong cách này nó cực kỳ versatile Versatile là làm được nhiều thứ Nó cực kỳ đa dụng Thì cái số 3 này nè người viết đang cân nhắc là xóa cái 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 câu mà được gạch dưới này nè cái câu này nên được xóa hay bị giữ nó nó nên được giữ bởi vì cái cái trên nó đang nói về cái ABD à, printer và cái sau cái cái câu số 3 là được giải thích không những vậy cái câu này nó nói về plastic nào đó ừ. đằng trước này nó cũng nói về plastic nè cho nên nguyên cả ừ. một cái câu này không thể nào vứt đi được ừ you cannot delete this one because this one top of plastics, right? And this one also plastic. Mm Vậy câu A, hay câu B nè. <laughs> câu B. It provide details. Nó cung cấp chi tiết và để mà nó biểu đạt được là làm thế nào cái máy in 3D nó work. Chính xác luôn á. <laughs> câu B. Ok, câu số 4 là có đổi không? which mà cái plastic này nó cứng lại nhanh chóng phải mà việc này cho phép printer nó có thể xây dựng nó là which mới đúng đúng rồi one significant benefit một cái lợi điểm đáng kể của cái in 3D công nghệ in 3D á là khả năng của nó đã tạo ra được gọi là um, sự tái tạo về hóa thạch mà theo uh, tỷ lệ Scale reproduction of fossil Câu số 2 này Nhưng mà bây giờ những cái mô hình scale tỷ lệ, những cái mô hình tỷ lệ mà 3D á, có thể được uh, sắp xếp lại Với sự dễ dàng, rất là dễ dàng Mà nó là một cái sự mà bùng nổ lớn, một cái sự mà một cái điều gì đó rất là to lớn đối với những nhà khoa học một đội được uh, dẫn dắt bởi giáo sư đại học The Drexel tên là Kenneth Lacovara đang tạo ra những cái mô hình mà xương của khủng long tỷ lệ 1 phần 10 với cái với cái kích cỡ nguyên gốc của những cái xương đó để mà học được là làm thế nào chúng có thể khớp lại với nhau khi mà cái con động vật này nó còn sống cái câu này có vẻ nó không có được uh, liên kết với nhau lắm đúng không các bạn? It doesn't seem to be connected well, right? Câu số 4 Trong quá khứ, những cái nghiên cứu như thế này Nó đã được bị giới hạn bởi cái gì? Bởi cái trọng lượng và cái độ lớn của những cái hóa thạch này Cũng như là cái preciousness Cũng như là cái sự quý giá và cái sự dễ vỡ mong manh của chúng <laughs> trong nhiều trường hợp những nhà khoa học đã phải tái đã, đã phải sắp xếp lại những cái xương này và mà theo kiểu mà trên máy trên máy tính đó. virtually sử dụng uh, cái render cái sự mà uh, diễn giải của nghệ sĩ của những người mà họa sĩ đó ok số 5 này <laughs> Số 5 mọi người Yeah, no change Nó không đổi, tại vì in order to learn là ổn lắm rồi No yeah. change, very good six. Số 6 là 6 well. There -er, tại vì cái chỗ này là cái chỗ đại chính là cái chữ fossil số nhiều này. Cái tính quý giá của và tính dễ vỡ của mấy cái hóa thạch này. It's theirs. Very good. Số 7 là D. Để làm cho đoạn này nó logic nhất, câu 2 nên nó đặt ở đâu? Thì nó kêu câu 2 là câu này nè. <laughs> thì là nhớ hồi nãy không mình uh, mình dịch ra mấy câu này là mình cảm thấy như là nó không có sự kết nối gì lắm tại vì sao tại vì cái số 2 này nó không nằm ở đây đúng rồi nó không nên nằm ở đây it should not be there right <laughs> nên đặt ở đâu đáp án đúng là nằm sau câu 5 đó. câu 5 nó nói về cái gì cái câu 5 là trong nhiều trường hợp những nhà khoa học đang đã phải là sắp xếp lại mấy cái xương đó trên máy máy vi tính hoặc là sử dụng những cái sự render những cái sự mà um, những cái sự mà diễn giải của họa sĩ thì sau đó nó mới ngược lại là nhưng bây giờ những cái mô hình 3D tỷ lệ này có thể được sắp xếp dễ dàng lắm tại hồi trước nó nói là sắp xếp khó lắm ở câu số 5 này nè thì bây giờ là nó ngược lại sắp xếp dễ lắm mà là một điều rất là tuyệt vời với những nhà khoa học đúng không, mọi người yeah. right <laughs> cái chỗ bất nào gì đó là nó thể hiện ra nó đánh tiếng nó đánh tiếng cho mình biết là có một cái sự mà đối nghịch với cái trong quá khứ bay nhưng mà bây giờ tức là sao là bây giờ nó khác trước rồi, đánh tiếng một cái sự đối nghịch với quá khứ. Câu 4 câu 5 nó nói là những nhà học làm gì trong quá khứ. Cho nên nó makes sense nếu mà câu 2 nó sẽ theo sau câu 5 thôi. Nè. In the past nè. nhưng word head nè, quá khứ nè. Nó phải làm gì trong quá khứ nè, cho nên là chỗ này là hiện tại thì phải nằm đằng sau câu 5. Đó. Câu số 8 because, because city scanners can map objects Bởi vì mấy cái máy scan city á Mấy cái city scan á có thể là Động từ to map Có thể là vẽ lên được uh, Vẽ lên được những vật thể Mà không thể nào excavate Ex là ra ngoài Cava là cave là cái hang động Excavate lấy ra ngoài hang tức là khai quật nhiều vật thể nó không thể được không thể nào khai quật được luôn nhưng mà máy CT scan có thể nó vẽ ra cái hình vật thể đó. Cái CT scanning và cái in 3D á cũng có thể sử dụng để mà reproduce, tái tạo lại những cái fossil, tái tạo lại những cái hóa thạch mà các nhà khoa học không thể nhìn thấy cannot observe firsthand, không thể nào nhìn thấy dễ dàng được. By contrast, ngược lại những nhà nghiên cứu từ cái gọi là bảo tàng quốc gia Brazil đã phụ thuộc vào cái công nghệ này <laughs> để nghiên cứu một cái bộ xương mà đã hóa đá rồi mà nó đã được phát hiện chồi ra từ một cái hòn đá ở cái vị trí mà ở đường sắt đường ray cũ ở Sao Paulo số 8 là không đi <laughs> nó đưa ra ví dụ là những cái hóa thạch nào mà không thể nào observe một cách dễ dàng luôn các bạn đúng là đưa ra ví dụ mà ở trên đây nó là cái hóa thạch nào không thể nào nhìn thấy rõ ràng được là ví dụ nè là liên quan đến cái bộ xương đã hóa đá mà được thấy nó trồi ra từ một cái hòn đá mà nằm ở cái vị trí mà đường sắt cũ của Sao Paulo thì thì làm sao cái bộ xương hóa đá này nó không thể nào mình lấy nó ra một cách dễ dàng được đâu. Nếu mà lấy ra thì nó đứt đứt đoạn hoặc nó hư luôn hoặc là nó nó nát bấy chẳng hạn Nè có số 10 nè. <laughs> cái hóa thạch này nó đã quá delicate, nó quá gọi là tinh tế để có thể hoặc là tinh tế hoặc là nó nó dễ vỡ để có thể bị uh, lấy ra khỏi cái cục đá này bởi vì cái tính chất bản chất mà à, nó mong manh dễ vỡ của cái hóa thạch này. Đội này đã đào lên một cái block of stone, một cái à, đóng một cái nguyên một cái khối đá xung quanh cái hóa thạch này và đem nó đến phòng lab luôn. Với sự trợ giúp của một cái máy CT scan và máy in 3D họ đã có thể tạo ra được một cái resin model, một cái mô hình làm bằng nhựa cây, mô hình làm bằng nhựa cây của cái hóa thạch này. Kiểm tra đánh giá cái mô hình này, những nhà nghiên cứu xác định ra rằng là one head found species, người ta, một người nào đó, con người ta đã tìm thấy một cái giống loài mới, một cái con cá sấu mà 75 triệu năm tuổi lận. Well not every discovery trong khi không phải mỗi một cái sự phát hiện nào nó cũng uh, kịch tính như là cái sự phát hiện này. Paleontologists, những người mà hóa thạch học á, nhà hóa thạch học uh, mong chờ expect là có thể mở rộng thêm những cái kiến thức của họ về những cái loại hình sống cổ xưa khi mà cái công nghệ CT scanning và in 3D nó tiếp tục là làm cho những hóa thạch này có thể dễ dàng tiếp cận được hơn Câu số 10 <laughs> Sự lựa chọn nào nó kết hợp hiệu câu quả 9. nhất những cái câu được gạch dưới nè Giờ nó kết hợp hay này lại như thế nào các bạn Câu 9 chưa làm thế Ê, câu 9 chưa làm á, ok Number 9, so sorry Câu số 9 là Làm ngay đi đã xảy ra rồi, rồi. The researchers rely. Well, let's see. Câu B đúng, relied tại vì sao? Cái uh, quá khứ đơn này Relay này nó đồng nhất với lại cái dạng quá khứ đơn khác trong cái ví dụ của bảo tàng uh, quốc gia museum như chữ đất và chữ determined cũng dùng quá khứ đơn nè <laughs> câu số 10 sự lựa chọn nào nó kết hợp một cách hiệu quả nhất những câu bên dưới này <cười> <cười> 嗯。Hmm. <laughs> Đúng rồi Cái hóa thạch này nó quá dễ vỡ mong manh Để được loại bỏ khỏi hòn đá phẩy Cho nên đội này mới uh, Đào cái, cái khối đất Khối đá đó xung quanh cái hóa thạch này Và đem nó đến phòng lab của họ Nó đơn thuần là vậy thôi à It's just that simple Very good C Nó đơn thuần nó rõ ràng Và nó cũng xúc tích Nó kết hợp hai câu này trong một cách mà nó show được quan hệ nhân quả giữa cái điều khiển của hóa thạch và cái quyết định bởi cái người cái đội nghiên cứu này alright câu 11 ủa câu mười một là nó chỉ là giấy thôi tại vì những nhà nghiên cứu này xác định những nhà nghiên cứu số nhiều xác định rằng họ đã thấy một cái lống loài mới day thôi nó chỉ là day nghĩ sao <laughs> All right, have you done this one? Yeah. Mọi người làm cái phần này chưa? Có hai <laughs> hai ba câu đầu rồi. Sorry. Làm được một xíu có hai ba câu đầu. rồi Okay, okay, maybe I should uh, give you five minutes, maybe. Okay, năm phút nha. Alright, bây giờ question 12 đến 22 dựa vào đoạn này. Yeah. Thomas Nast the crusading cartoonist. Crusade nó là một cái gọi là hồi thế kỷ, hồi mà thế kỷ thứ 13 12 13 Nó có một cái cuộc thập tự chinh a crusade, you know. Thuộc thập tự chinh là của là đứng đầu bởi giá bởi nhà thờ và quân đội của nhà thờ. Họ đấu tranh chống lại ai? Giống mà người Hồi giáo á Crusading Thì cái từ danh từ crusading này Tức là một cái gì đó mà nó mang tính cách mạng Nó mang tính To lớn Hoặc là một cái người mà Gọi uh, tiên phong So crusading cartoonist here Means like he's the groundbreaker Cái người mà Groundbreaker Cái người tiên phong, người đầu tiên Làm gì đó Thomas Nas, cái người mà vẽ hoạt hình Tiên phong này Stop them pictures Hãy ngưng như tấm hình đó lại Legend had it that uh, Thần thoại hay huyền thoại hay, uh, hay là Có truyền một điều rằng Là Nhà chính trị gia Tham nhũng tên là William Boss Tweet Một lần đã sử dụng những cái từ như vậy Khi mà yêu cầu ai đó là offer a bribe yêu cầu ai đó là hối lộ hắn ta đi hối lộ cái Thomas người tên là Thomas Nast một cái người uh, họa sĩ mà đã trở nên nổi tiếng cho những cái uh, hoạt hình mà đã kêu gọi cái sự uh, reform là tái tạo lại hình ảnh reform là sự uh, cải cách để mà kết thúc cái sự ô oh, sự tham nhũng Thì câu này là gì? Chính trị gia William Boss đã một lần sử dụng những cái từ là Hãy ngăn những tấm hình đó lại Khi mà yêu cầu ai đó là hối lộ ông Thomas Nash Cái người mà họa sĩ này là bây giờ đừng có vẽ nữa Mày làm ơn As a result như một hệ quả Thì cái nỗ lực của tweet để mà chặn miệng làm cho im lặng Cái người họa sĩ này đã thất bại Và những cái... Uh... <laughs> cartoons, những cái hoạt hình của NAS này được đăng tải trên những cái tạp chí cartoon này phải là chuyện tranh chứ được đăng trải trên tạp chí ví dụ như là Harper's Weekly thực sự đóng một vai trò chìa khóa luôn á quan trọng tối cần thiết luôn á để mà đem cái người tên là ông chủ ông tweet này và những cái mớ mà những cái đứa mà nó râu ria của ông á đến với công lý There was powerful political organizations. Hồi đó có những cái tổ chức về chính trị rất là hùng mạnh vào những năm 1860 và những năm 1970, 1870. Những tổ chức này được biết đến như là những cái cỗ máy về chính trị vậy đó. Và nó bắt đầu là nó chiếm quyền kiểm soát của những cái chính quyền của thành phố, của những thành phố. Những cái cỗ máy chính trị này đã có thể là pack legislatures and courts nó có thể những cái cổ máy chính trị này có thể là làm cho lắp đầy những cái những cái bộ máy mà làm ra luật pháp và những tòa án với những cái người ủng hộ mà họ lựa ra cẩn thận handpicked luôn á bằng cách mà họ mua những cái phiếu bầu và tạo ra những cái gọi là vụ lừa đảo về uh, um, bầu cử <laughs> một cái dạng mà gọi là lừa đảo bầu cử, một cái dạng mua phiếu bầu đó là đương nhiên là lừa đảo bầu cử rồi. Bao gồm là bây giờ tôi trao đổi tiền hoặc là trao đổi những cái favors, trao đổi những cái gọi là đặc ân á để mà có được cái cái phiếu bầu. Một khi mà một cái bộ máy, một cái cỗ máy chính trị này có kiểm soát những cái vị trí mà quan trọng đủ đủ cái số mà vị trí quan trọng á thì những hành viên của nó có thể sử dụng cái gọi là tiền funds, tiền uh, vốn của công cộng Để mà làm cho chính bản thân chúng nó giàu, giàu có hơn và những cái đứa bạn của nó cũng giàu có hơn nữa <laughs> Cái nhóm tên là Tamaniho Group của ông, uh, của ông Boss Tweet này Mà nó kiểm soát cái thành phố New York vào những năm 1860 Nó đã cướp hơn 30 triệu đô la tiền mà tương đồng với lại 365 triệu đô la ngày nay á. Ok thì bây giờ cái số 13 này nè, cái số 12 chứ. Có đổi không các bạn? Số 12 bỏ đi. Nó không có liên quan quan hệ nhân quả, nó chỉ là thêm thông tin đúng không các bạn? Yeah. Mà. It's not related that much so you should delete the following portion. Yes, very good. 13 sự lựa chọn nào nó kết hợp mà tốt nhất cái câu mà được gạch dưới này? Dạ, cô đi. Đúng rồi, chỉ cần là known as này thôi là được rồi. Nói bỏ hết cái này. Known as political machine là được rồi. Câu đi, very good. Câu 14. Em trọng cô đi. Ừm. Uh -huh. câu 14 là câu A nha Tại vì không có cần phải làm gì hết á By purchasing votes Phải Sau đó giải thích ra là một loại hình mà gian lận về bầu cử Bao gồm gì đó thôi Cái đóng này nó chỉ là một cái khúc mà Cái cái vế mà để giải thích cái phần đằng trước thôi This one is only to um, explain The part before that So you do not need the anyone anything else No change, okay? 15 15 các bạn. Yeah, no cái chỗ này cái dấu gạch ngang này tự nhiên nó phải nó nếu có cái dấu gạch ngang này thì bắt buộc lần trước nó cũng phải cái dấu gạch ngang luôn. Nó mở ra một cái gọi là cái ừ. cái khúc để mà giải thích. Nhưng mà chỗ này nó mở là dấu uh, phẩy nè. Which control New York City in the 1980s phải phẩy một cái mistore more than 30 million dollars, right? Yeah. Nhưng mà câu nào? Which one? Nó là câu C, right? Không câu B đó. Câu B. câu B mới đúng, đúng rồi. Phải ở đây mới đúng nè. <laughs> ok, uh, 16. Thì cái câu 15 nó nói về cái tổ chức Tammany house group mà nó kiểm soát thành phố New York vào năm 191860 nó đã cướp hơn 30 triệu đô la tương ứng với lại 365 triệu đô la ngày nay á chấm tweet đã được uh, bầu cử vào cái gọi là nhiệm kỳ 2 năm đơn lẻ ở trong quốc hội vào năm 1852 cái nhóm Tammany nó, nó quá mạnh đến mức nó quá mạnh và nó quá là tham nhũng đến mức mà tờ New York Times đã bình luận là There is absolutely nothing in a city which is beyond the reach of the, insage, the insatiable gang. Nó hoàn toàn chẳng có cái gì trong thành phố mà nó ngoài vòng nó ngoài cái tầm với của cái băng đảng uh, khát uh, thèm khát này. <laughs> băng đảng tham lam này. <laughs> ok, thì câu 16 nè, người viết đang cân nhắc là loại bỏ cái dòng mà được uh, cho vào thêm có nên giữ hay lại bỏ <laughs> cái chuyện mà tweet được bầu cử trong một nhiệm kỳ hai năm đơn lẻ ở quốc hội này nó có liên quan gì không với hai cái câu trước đó và sau đó không các bạn <laughs> nó không liên quan, nó liên quan. Cho nên câu C nha. Nên loại bỏ bởi vì nó làm Blur, nó làm mà cái tập trung chính của đoạn paragraph này. Bằng cách nó đưa ra một cái thông tin mà có liên quan nhưng mà nó rất là rất là lỏng lẻo, không liên quan gì mấy. Nó có liên quan lỏng lẻo lắm, nó không liên quan lắm. Ok, số 17 nè. and corrupt Câu số 17 là yeah, Câu D Ủa sao câu D được that the New York Times commented Câu 17 phải là câu C mới đúng nha sir, Tại vì cái chỗ này What's so that the New York Times commented Phải Họ đã quá Chúng đã quá mạnh và quá tham nhũng Rằng tờ New York Times bình luận Rằng phải đó Nó phải vậy đúng không cái dấu phẩy ở đằng sau chiếc comment mới đúng. Câu C nha. Given the extent of Twitter's power, nếu được cho trước cái mức độ của cái quyền lực của Twitter thì it is remarkable thật là một điều um, thần thánh một cái điều đáng đứng đáng ngạc nhiên á rằng một cái người mà vẽ hoạt hình hay là vẽ um, một cái người vẽ nên chuyện tranh đơn lẻ nó có thể đóng vai trò như thế nào một vai trò uh, quan trọng thế nào để mà đem đến cái sự sụp đổ của cái ông tên là Tweet này Nas Cartoons những cái hình vẽ của ông Nas này á mới biểu đạt như Tweet như là một cái tên trộm bloated một cái tên trộm mà cái bụng nó phình to ra bloated rất là to lớn luôn á một trong những cái tấm hình một trong những cái hình ảnh mà uh, nổi tiếng nhất của cái người nghệ, nghệ sĩ này của cái người họa sĩ này nó show tweet như với một cái túi tiền lớn thay vào cái đầu của hắn một cái another uh, feature tweet leaning một cái uh, hình khác của tên tweet này nó uh, nghiêng nghiêng vào cái hộp mà bầu cử với một cái caption một cái, cái, cái câu ghi này. as long as I can count a vote what are you going to do about it miễn sao cái câu cái câu như thế này miễn sao tao có thể đếm được phiếu bầu thì tụi mày có thể làm được gì về nó cái câu đó vậy đó có thể dịch ra đúng nghĩa là vậy từ cái tên nó là lưu manh ok These cartoon was so effective in part những cái <laughs> những cái um, hoạt hình uh, sorry hoạt hình những cái truyện tranh này nó đã hiệu quả đến mức mà đến một phần bởi vì it was so in effective in parts những cái những cái hoạt hình những cái truyện tranh này nó đã hiệu quả ở một phần bởi vì nhiều cái người công dân mà ủng hộ thuyết á nó đã đều là những người illiterate những người mà mù chữ và vì vậy không thể đọc được cái những cái sự mà những cái bài báo về những hoạt động tội phạm của hắn những cái hình mà vẽ của Nas này Dù gì đi Nó đã phơi bày một cách rộng khắp Với quần chúng Cái sự injustice Cái sự mà bất công Cái sự mà hoàn toàn bất công lý Của cái cỗ máy chính trị của tweet Thì bây giờ Cái số 18 này có nên làm gì các bạn no chung mười số 18 là no change đúng rồi. 19. Sự lựa chọn nào nó thêm cái thông tin bổ bổ trợ ủng hộ mà nó liên quan nhất với cái đoạn paragraph này đi Nó nói về cái gì liên quan, cái gì mà cái túi tiền thay vào cái đầu của hắn Xong rồi một hình ảnh mà nó đã bao hàm một cách hoàn hảo cái bản chất ham lam của tweet đúng rồi câu đi á exactly <laughs> câu 20 cũng là câu d luôn nhưng mà khoan đã cái uh, chiến dịch của nas để mà bring down để mà hạ bệ tweet và cái băng đảng Tammany hall cuối cùng thì cũng thành công trong cuộc bầu cử năm 1871 Quần chúng đã bầu cử chống lại phần đông những cái ứng viên của Tammany Halls Nó làm yếu đi rất là mạnh cái quyền lực của Tweet Cuối cùng là Tweet và cái băng đạn của hắn đã bị persecuted Đã bị đưa ra bị luận tội Vì một số những cái charges, vì một số những cái tội danh Bao gồm là lừa đảo và la larceny I have no idea what larceny is Larceny Basically is ăn uh, cắp tội 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 gian cấp và tội uh, lừa đảo và nhiều chúng là nhiều những kẻ như vậy bị uh, gửi đến nhà tù tám 800 tại 75 đi. Tweet mới trốn thoát khỏi nhà tù và đã bay đến uh, trốn thoát đến Tây Ban Nha và unwittingly không biết luôn á đã đem đến uh, một cái gọi là final pinnacle, một cái đỉnh cao cuối cùng cho cái cho cái quyền lực của cái Uh, tranh vẽ hoạt hình uh, chuyện tranh về chính trị một cái người cảnh sát người tây ban nha đã nhận ra tweet từ cái chuyện tranh của nas cuối cùng là tweet đã bị gửi quay trở về nhà tù và nas đã được uh, người ta ca tụng như là cái đàn ông mà đã topple một người đàn ông mà đã uh, lật đổ cái cổ máy của tammany vậy gì đó ok câu 20 thì là persecuted 20 là persecuted à, Câu D, persecuted on nha A number of charges were persecuted on a number of charges Bị luận tội về một trên một số cái uh, tội danh Câu 21 là No change no Không đổi, have brought about là đúng rồi 22 đỉnh cao 52 Pinnacle này thực sự mà nói câu B nha The triumph nó phải là cái sự mà triumph là cái sự mà chiến thắng triumph là chiến thắng chiến thắng cuối cùng nó đúng hơn triumph combination là cái sự mà tích tụ tích tụ apex là đỉnh cao thì này là sự chiến thắng mới đúng cái chữ triumph là chính xác alright rồi uh, hôm chủ nhật mình sẽ bắt đầu làm từ 23 nha